hỏi trong lời xưa từng đã kể. Ông Adam than thở với Chúa Trời: Thank you.
bài thơ của Lê Trần Hà, những mảnh ghép nhà cô Vi từ vũ trường. Đọc qua trang mạng của Công giáo, thấy bài thơ có ý nghĩa của tổ tiên chúng ta. Peter xin mạn phép dùng nốt nhạc để gợi lên bài thơ cho có xúc cảm. Hát cho quý vị nghe trên mạng và YouTube. Cảm ơn quý vị nhiều. Trước khi dứt lời, Peter kính chúc quý vị một buổi cơm chiều thật là ngon, bên mấy gia đình hạnh phúc ha. Cho người thân thương mình vào bước sông ngành tối trong vòng tay của người yêu thương quý vị. Bye bye quý vị nha. Hẹn lần kế tiếp quý vị.